mở đầu buổi vui hôm nay đón các bạn ở Đại học Sư phạm 56 năm đến thăm tôi. Tôi xin có mấy lời. Dạy học từ 5 lên 10, bình dân bổ túc, thế rồi phổ thông. Chống Mỹ 20 năm dòng, bạn trò người mất, người không thấy người. Nghề nghiệp theo suốt cả đời, 63 năm, ngoài 70 vẫn làm. Biết bao chuyến đò sang ngang, chở người đi tiếp quãng đường nông sâu. Trải bao đông khổ hạ đau, đến xuân càng tỏ vàng sâu rạch rồi. Thẳng lưng vẫn đứng giữa đời, hôm nay họp mặt niềm vui bất ngờ. Anh chị 56 năm qua đến thăm tôi đứa em xa bao ngày. Anh Đại đây, chị Lan đây, cùng với anh Thảo cầm tay nghẹn ngào. Ân cần chị Hương gửi trao vòng ôm nồng thắm ngày nào hôm nay. Cùng tôi vui buổi lễ này với bao bè bạn mừng ngày chiến trường. Xưa sư phạm chung mái trường, 56 năm vẫn yêu thương mặn nồng. Cảm ơn anh chị có lòng, cảm ơn bè bạn đến cùng đời thơ, rồi sau biết có bao giờ. Nhưng mà không may là đúng vào cái dịp mà người ta bận cả. Chứ nếu không thì có cả những cái tay thay những cái vấn đề vấn đề cái gì không khi anh tắm nhưng mà chất giống giống là cái đến thương thủy thương thủy thương thủy thì ngô thì kinh thế thế như mà tiếc quá là đúng rồi là cái gì đúng hôm nay đấy thế cho nên hôm nay chúng tôi đến được đây thì là mừng lắm rồi vì là được gặp anh ở ngoài đường đã thấy anh khỏe mạnh là mọi người đều mừng rồi. Thì trước đây Lan bảo là cái Lan có lẽ cái Lan mọi người bảo cái sao Tùng nó yếu như thế nhỉ, bây giờ thế nhưng mà về đây thì nó phương phi đẹp đẽ dâu ria non như là quan phong lẫn liệt lắm, không có vấn đề gì. Nhưng mà đặc biệt nhất anh nói với tôi đây là cho tất cả mọi người đây là cho đến bây giờ phút này anh vẫn tiếp tục dạy. Mà tôi được biết Lan nói chuyện với tôi là vì đâu anh dạy không phải chỉ là toán mà cả lý cả hóa, đúng không? Vâng, có. Đấy, thế mà vừa rồi đây nó là bao nhiêu học trò qua tay anh đều đỗ đại học lý như thế cả, thì chắc là các cháu nó cũng sẽ là tiêu chuẩn thế cả. Thì đấy là cái vinh dự nhất trong cuộc đời. Nói chung là các nhà giáo là đáng quý đáng kính rồi, nhưng mà riêng anh với những cái kỷ niệm ấy là rất là đáng kính. Cũng giống như là cô này và anh này học trò đều là trưởng thành cả, chứ không hình như không có mấy đứa là phúc pháp cái gì. Cái đấy là quy luật, mà đấy là ta tự hào nhất là nghề của ta rồi. Nhưng mà hôm nay tôi đến thấy anh chị mạnh khỏe, nhà cửa đẹp như thế này là tôi mừng. Mà tôi nghĩ đúng như anh nói, tôi dù được hôm qua là có đủ sốt 38 nhưng mà bảo là đi thăm Tùng mà đi bây giờ bao nhiêu năm hẹn hò mà mình mấy chục năm không gặp, tôi đi đến đây mà gặp đây như thế này, nhà cao cửa rộng, con cháu thì đàng hoàng, như thế là mừng. Thế bây giờ chỉ có cái là thứ nhất là chúc anh chị là mạnh khỏe là đầu tiên, chưa hết là mạnh khỏe, hai nữa là các công việc sẽ đem lại một cái niềm vui. Ba nữa là các con và các cháu nó đều trưởng thành và nó đều là đạt được những cái công việc, những sự việc mà nó mong muốn. Mình chẳng cần nó đạt những công to cao cái gì đâu, nhưng mà nó khỏe mạnh, nó yêu Thảo với ông bà, mọi thứ thế là quý rồi. Thế thì hôm nay tôi đến và đúng như anh nói, chắc là đây là lần đầu và có thể là cũng là lần cuối. Em hy vọng còn nữa. Thế còn nếu như mà được anh chị mà lên Hà Nội một tí thế thì là đáng quý. Nhưng mà tôi sợ không biết thì anh bận nhận như thế này thì có cái gì nào lên được hay không. Nhưng mà nếu lên được gặp
lúc lát nó sẽ triệu tập. Nếu mà con lại triệu tập thì mình cũng phải lên. Về đây hết. Bọn thằng Trương nhưng mà nhớ thì quá nhớ. Cái bản chính là vàng mà về về á là đi photo của anh để về á tôi nói thực với anh nha, tôi khoe với bà lãng tôi mà. Tôi khoe với các con các cháu của mình để cho nó mừng là vì là đã được đến thăm anh rất là vui vẻ và đặc biệt nhất là anh là giỏi về mọi mặt đàn sáo thơ văn được các kiến thức mình không ngờ là chỉ đối anh nhá, chỉ đối đây cái thằng Tùng thằng Út ở lớp sao bây giờ nó đa tài như thế. Chân tình nhé. Vâng. Tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị ở đây đã có lòng 56 năm nay đến thăm đồng gia đình đứa em út trong lớp. Thế đây nhà đây rất là rộng, rộng nhà và rộng cả người nữa, rộng cả lòng nữa. Thế thì các anh chị này bây giờ các anh chị có thể lấy đây làm cái nơi động để các anh chị có thể khi lúc nào đi về phòng mới đi đâu chơi, đến đây nghỉ ngơi ăn uống ở đây và đi chơi tiếp, không có vấn đề gì cả. Các chị lấy đây là một cái chỗ gọi là nghỉ ngơi bình thường. Thế anh các chị có thể đi ra Hải Phòng như Sầm Sơn, đi Đồ Sơn, nhưng mà ghé vào đây nghỉ ngơi đây rồi đi ô tô đi tiếp, khí rất tốt. Cái nhà tôi được cái là cũng là rất là quý khách và rất là chiều chồng, thế cho nên là nói chung là mọi thứ thì không có gì đáng ngại cả. Thế và một điều nữa là về mặt kinh tế tôi không có gì lo, không lo, bảo đảm đấy. Thì mình làm việc như thế mà làm xong thiếu thốn được. Nhưng mà tuy nhiên tiếp lời anh Đại lớp trưởng thì cậu nói nhưng mà nó là không thường, cho nên tôi vẫn nhắc bạn giữ sức khỏe. Chứ cái lần trước tôi đến đây tôi về tôi thông báo cho mọi người, nó ảm lắm, nó đang xong nó đi nó cứ để và được có được cái này thì trải qua gần 4 năm cứ bận bận với cậu đi thăm rồi. Cái lần đây là khi mà bạn có phải thông cảm nó này, triệu tập Hà Nội dễ đến hơn. Thì nếu mà mọi người ngoài Hà Nội lấy anh lấy chị anh có thể làm giao thì tới cái này khi 12 triệu đồng lên bên nhà con gái cậu Hà Nội đi làm nước. Nhưng mà anh nhỉ, có thể này nó còn có điều kiện như nhà cửa nó rộng rãi, cái này là có thể đi tiện đây đi Đồ Sơn đi các nơi khác, thứ ba nó là về mặt là có cái điều kiện đón tiếp anh em, đón tiếp anh em chứ vào nhà các anh em mà đông người hoặc là chật chội khó, thế đấy rất là thoải mái rộng rãi, tí cái gì sang tiếp theo rộng rãi sân sướng đầy đủ rồi, cho nên là nó có điều kiện thế thì các anh chị để hạ cố đến đây. Thêm một điều nữa là tôi không phải dạy học, cho nên là mỗi lần bỏ lớp là phụ huynh lại kêu, cho nên là cũng rất ngại bỏ lớp đấy. Cái đấy vâng anh một chút mời các anh chị nhiều nâng cốc và chút mời hay quá, thế này là quý lắm rồi. Vâng. Hai là ai tiếp đón tôi quá thân tình. Không quay hai chị em nhát không? Hai chị em nhát đi.